Tiếp tục với các thông tin được chúng tôi nhận được thông qua hotline của chương trình là 0901812999. Thưa quý vị, thông qua đường dây nóng trên VTC9 nhận được phản ánh của người dân về tình trạng trên địa bàn xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, tình trạng xe tải chở đất có dấu hiệu quá tải chạy trong đêm và từ đó gây ô nhiễm môi trường nơi đây. Theo đó, tuyến đường trên địa bàn từ Ủy ban Nhân dân xã Bắc Sơn đi ra xã Hồng Kỳ, phố Nỉ trong tối ngày 29 tháng 11, nhiều xe tải chở đất đắp đầy thùng, có ngọn, chạy rầm rầm trên đường. Thực trạng trên được biết diễn ra trong thời gian dài, gây bụi bặm, ô nhiễm môi trường cũng như mất an toàn giao thông. Sự việc khiến cho nhiều người dân cảm thấy bất an, điều đáng nói không thấy lực lượng chức năng xử lý. Gửi phản ánh đến chương trình kênh VTC9, người dân mong muốn cơ quan chức năng huyện Sóc Sơn cần kiểm tra xử lý theo đúng quy định về trọng tải, đảm bảo môi trường đối với xe tải hoạt động trên địa bàn, nhất là vào đêm tối, để đảm bảo an toàn giao thông, đảm bảo đường xá không bị xuống cấp hư hỏng.